trung nhân từ trước đến giờ thì quay MV thì lúc nào cũng đầu tư hàng tỷ hết. Hương thì Hương đoán là MV này chắc cỡ khoảng độ 4-5 tỷ đi ha, cho nó hoành tráng. Và mọi người hy vọng vào cái sự hoành tráng của 4-5 tỷ đấy. À, đoán thử con số hả? Đồng đoán nha, chắc tầm khoảng 7 tỷ à. Anh Trung Nhân cũng đã từng chia sẻ với Rick rằng là anh đã từng phải bỏ một cái MV cho ca khúc này rồi, và anh đã quay lại, thế cho nên Rick nghĩ là cái con số nó đã đội lên rất là nhiều. Hiện tại thì đã cộng 9 con số 0, Rick nghĩ là nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng tầm 4-5 tỷ cho cái sự trở lại lần này của anh ý. Và với một cái con số không hề nhỏ như vậy thì Rick hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho sản phẩm trở lại lần này của anh ý và giúp cho bài hát đấy đạt được những thứ hạng cao nhất các bạn xem ạ. Mọi người bắt tay thật lớn cho sự nước biển của những viên khách mới. We'll be right back.